Ngành công nghiệp không khói, tên gọi không chính thức của ngành du lịch, đang nắm giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Trong đó, Việt Nam đang được đánh giá là điểm đến mới hấp dẫn với nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú. Với tiềm năng đó, ngành công nghiệp du lịch tại Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng, nhận được sự quan tâm và sự đầu tư lớn của các tập đoàn nước ngoài với triển vọng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp du lịch kéo theo sự xuất hiện và phát triển nở rộ của các doanh nghiệp trong nhóm ngành dịch vụ, bao gồm các ngành du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, v.v. Trong đó, bài toán về quản trị du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng, dịch vụ ăn uống và các lĩnh vực chuyên môn kèm theo đang trở thành một cơ hội cũng như thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn tại Việt Nam. Trước sự hội nhập và cạnh tranh ngày càng nhiều trong ngành công nghiệp không khói, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải không ngừng thay đổi, cải tiến toàn diện để tìm ra được một giải pháp hiệu quả tối ưu, đồng thời khẳng định được thương hiệu một cách hiệu quả và bền vững. Với xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của nền kinh tế là một điều đặc biệt quan trọng, trong đó không thể thiếu lĩnh vực du lịch, nền công nghiệp không khói với nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Công nghệ thông tin hóa bằng một công cụ phần mềm quản lý chỉ với một chiếc máy tính thông thường đang dần trở nên phổ biến trong ngành du lịch, giúp các chủ doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn trong công việc quản lý của mình. Đối với người quản lý khách sạn thì áp dụng công nghệ quản lý bằng phần mềm vô khách sạn là điều rất là cần thiết. Nó giảm được tối đa cái lượng nhân sự mình có. Thì mình chỉ cần so sánh về việc mà sử dụng phần mềm và không sử dụng phần mềm thì nó rất lợi đi rất nhiều về mặt chi phí về nhân sự. Trong số những sản phẩm phần mềm ứng dụng vào ngành quản lý khách sạn resort, sản phẩm giải pháp ERP cho khách sạn và resort Diamond Solution hay còn gọi là D-Hotel của công ty cổ phần giải pháp công nghệ Tâm Đạt được đánh giá cao và đã được vinh danh tại lễ công bố và trao danh hiệu sau khuê 2016. Chúng tôi cam kết chuyển giao toàn bộ công nghệ, quy trình quản lý, tài chính kế toán tiên tiến đến các doanh nghiệp Việt Nam. Từ những đơn vị có quy mô vừa và nhỏ đến các tập đoàn sở hữu nhiều chuỗi khách sạn resort tại các tỉnh thành ở Việt Nam với quy trình đơn giản, hiệu quả, chất lượng và tối ưu hóa chi phí vận hành. Với các thành tích đã được công nhận tại Việt Nam những năm vừa qua như giải thưởng sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh 2015, giải thưởng sao khuê 2016. Chúng tôi tập thể Today Solution rất vinh dự được đóng góp một phần nhỏ cho ngành du lịch, ngành công nghiệp không khói của Việt Nam trong công cuộc hội nhập ASEAN và TPP của nước nhà với kinh tế toàn cầu. Để có được giải pháp ERP cho khách sạn và Resort Diamond Solution với những hiệu quả vượt trội, không thể không nhắc đến Thạc sĩ Trần Vĩnh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người sáng lập nên TDA Solutions với những kinh nghiệm quý báu đúc kết được trong thời gian học tập tại Nhật Bản. Là một sinh viên bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, cách đây khoảng hơn một chục năm, ông Trần Vĩnh Tâm đi du học theo học bổng của chính phủ Nhật dành cho Việt Nam. Trong thời gian du học và làm việc tại đây, ông nhận thấy Nhật có rất nhiều công nghệ nguồn và các doanh nghiệp công nghệ thông tin của Nhật dần có khuynh hướng tập trung vào thị trường Việt Nam. Bởi vậy mà ông đã từ chối lời mời ở lại làm việc, về nước đầu tư thành lập công ty Tâm Đạt, gọi tắt là TDA Solution, để đón đầu tiềm năng này và thực hiện chuyển giao các công nghệ nguồn của Nhật về Việt Nam. Qua bên Nhật là học được rất là nhiều điều ở bên Nhật. Thứ nhất là về cái tinh thần kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Và coi như là cái chất lượng sản phẩm của Nhật là phải nói rằng là đều là hàng đầu thế giới. Nhất là những sản phẩm về điện tử hay là công nghệ thông tin. Cái ngành điện tử công nghệ thông tin giúp ích rất nhiều cho những cái ngành công nghiệp khác của Nhật. Vào thời điểm đó, trong khi các ngành nghề khác đã có được những thương hiệu Việt vươn ra thế giới, thì ngành công nghệ thông tin lại chưa có được những thương hiệu lớn. Phần lớn những công ty 100% vốn trong nước đều gia công cho nước ngoài. Thế nhưng ông Tâm cho rằng, gia công chỉ là một phương tiện để chuyển giao công nghệ. Khát vọng lớn hơn là tiến đến xây dựng một thương hiệu Việt có uy tín trong ngành IT quốc tế, góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm chuyển giao công nghệ lớn ở vùng Đông Nam Á. Ông quan niệm, không có công ty nhỏ hay lớn mà quan trọng là có chiến lược kinh doanh thành công hay không. Là gia công phần mềm sẽ là một cái nền tảng để mình chuyển giao công nghệ. Và công ty sẽ đi chiến lược là hai chân. Chân thứ nhất là gia công phần mềm để lúc nào cũng tiếp cận cái cách làm việc, để nhân viên có thể cọ sát với cái cách làm việc, với tinh thần trách nhiệm, với cái áp lực công việc,
cái môi trường rất là áp lực, và trong đó vẫn đảm bảo được chất lượng của cái sản phẩm cũng như là coi như là cái năng suất lao động và sự hài lòng khách hàng cũng là tôn chỉ của công ty. Thì cái mảng thứ hai, cái chân thứ hai, tức là chính lấy cái nền tảng công nghệ mới đó và cách làm việc mới đó để phát triển những cái sản phẩm trong nước. Giải pháp ERP cho khách sạn và resort đi hotel đang dần trở thành một trong những sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho ngành công nghiệp du lịch của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Với các công cụ hỗ trợ giúp chủ đầu tư có thể xem trực tiếp doanh thu hàng ngày hoặc dự đoán trong tương lai, xây dựng hệ thống thông minh để tư vấn nhắc nhở về quy trình quản lý và vận hành, đảm bảo tối ưu hóa về nhân sự vận hành, tiết kiệm chi phí quản lý và nhân sự. Trong vòng 2 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, sản phẩm giải pháp ERP cho khách sạn và resort đi hotel đã triển khai cho các khách sạn và resort theo tiêu chuẩn quốc tế từ 3 đến 5 sao. Tại chuỗi khách sạn Kuretake Inn ở Nhật Bản, hơn 30 khách sạn từ 3 đến 5 sao ở Nha Trang, Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh và ở các quán cà phê lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi quản lý khách sạn đã rất là nhiều năm và thông qua rất nhiều khách sạn và nhiều phần mềm. Tuy nhiên từ khi Anvita Group hình thành, và chúng tôi đã chọn phần mềm đi hotel để cho quản lý toàn diện cho cả hệ thống của mình. Thì về phần mềm nó có nhiều cái chức năng rất là mới và đi sát với thực tế. Và cái nhu cầu về mặt kinh doanh, quản lý các khách hàng, về mặt tài chính đều rõ ràng. Về phía dẫn người quản lý thì rất là rõ chi tiết, các cái chi tiết cho việc quản lý nó dễ dàng cho nắm bắt được tình hình cụ thể. Thứ hai nên người sử dụng thực sự là đơn giản và dễ sử dụng, có thể sử dụng tại chỗ, sử dụng từ xa, trên tất cả các thiết bị đều sử dụng được phần mềm mà đi hotel. Phần mềm quản lý khách sạn đi hotel dùng kỹ thuật điện toán đám mây mới nhất, có thể quản lý từ xa bằng smartphone, cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý tất cả các bộ phận của khách sạn từ lễ tân, buồng phòng, marketing, kế toán, tồn kho mua hàng và quản lý nhân sự. Ngoài ra còn tích hợp các giải pháp an ninh sử dụng khóa từ và tích hợp với tất cả các hệ thống tổng đài, IPTV, thiết bị điện thông minh, cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống theo chuỗi với giải pháp tổng thể All-in-One. Phần mềm đi hotel quản lý đồng bộ dễ dàng tích hợp với phần cứng POS phổ dụng tại Việt Nam, đồng thời có tính ổn định xử lý nhanh chóng trên 10 năm lưu trữ thông tin và dữ liệu. Hệ thống chứng từ cải tiến tối ưu và quy trình quản lý theo yêu cầu của từng khách hàng riêng biệt, cho phép tích hợp với hầu hết các website booking online phổ dụng trên thế giới và Việt Nam, tích hợp với hệ thống DCIM hay CIM từ mã nguồn mở. Không riêng gì ngành du lịch và tất cả các ngành khác đều rất là mang ý nghĩa tốt, hiệu quả trong việc quản lý. Nó giảm được nhân sự. Riêng về phần mềm đi hotel này, nó sẽ tạo cho những người nhân viên một cái sử dụng rất là dễ dàng và quản lý rất là chi tiết. Cái nữa là phần mềm đi hotel này nhờ cái sự hỗ trợ trực tiếp của nhiều anh em đối tác làm cho chất lượng cái việc quản lý nó hiệu quả hơn. Thì trong định hướng sắp tới, ngay cả Anvita Group sẽ có thêm khách sạn thì chắc chắn chúng tôi sử dụng đi hotel. Khi chúng tôi sử dụng phần mềm đi hotel thì bản thân một người có thể quản lý được tất cả các dữ liệu và hiệu quả rất là tốt, rõ ràng mặt tài chính. Một mặt khác nữa là vấn đề phần mềm sẽ làm cho việc đáp ứng được các chính sách về nhà nước rõ ràng, không phải bận tâm mình về cái điều gì cả. TDA Solutions Corporation có kinh nghiệm trên 12 năm gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản và với đội ngũ hơn 100 kỹ sư công nghệ thông tin thường xuyên tiếp cận với các kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ Nhật Bản, TDA đang ngày càng mở rộng cung cấp các giải pháp quản lý tối ưu cho thị trường Việt Nam. Thêm vào đó, đội ngũ triển khai và hỗ trợ của D-Hotel được đào tạo với tinh thần Nhật Bản, cùng tôn chỉ hoạt động chất lượng, năng suất, sự hài lòng của khách hàng. Cái thế mạnh công ty là có được cái sự kết nối với thị trường Nhật, thì công ty sẽ cố gắng là sẽ dùng cái phân hệ kết nối với các công ty du lịch ở Nhật Bản. Thứ nhất là tăng doanh thu là một chuyện, nhưng mà song song đó thì mình sẽ tạo cho khách hàng Nhật có những cái sự lựa chọn tối ưu ở các khách sạn ở Việt Nam. Khi họ có sự lựa chọn mà tốt thì càng ngày họ sẽ càng đến Việt Nam mình. Công ty cũng sẽ cố gắng để quảng bá du lịch Việt Nam
và đồng thời làm sao để tăng doanh thu cho các doanh nghiệp khách sạn, resort ở Việt Nam, và cũng đồng thời là coi như là đưa cái cách quản lý của Nhật về để đào tạo cho cái đội ngũ nhân sự của Việt Nam trong tương lai, làm sao để đóng góp cả cái ngành du lịch và quảng bá du lịch của mình. Đây là một cái tiếp thị, thật sự chúng ta không mất nhiều tiền, chúng ta không cần phải đi marketing để mà quảng bá những cái sản phẩm nông nghiệp hay công nghiệp ở Việt Nam, mà thông qua đó thì công ty còn muốn nữa là chúng tôi quảng bá cho cả những cái sản phẩm mà chúng ta có thể xuất khẩu ngay tại Việt Nam khi du khách qua. Đó là cũng là cái mong mỏi và cái tâm huyết của công ty để đóng góp cho về mặt xã hội. Công nghiệp gia công phần mềm tại Việt Nam đã có bước phát triển khá dài và đột phá trong vòng 15 năm trở lại đây. Theo đánh giá của những chuyên gia nước ngoài, Việt Nam hiện đang là một trong những lựa chọn cạnh tranh nhất trên thế giới về gia công phần mềm và có triển vọng trở thành nhà cung cấp dịch vụ gia công phần mềm đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập ASEAN và TPP hiện nay, nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, quản lý, sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Bởi vậy mà gia công phần mềm trở thành một nền tảng giúp ích rất đắc lực cho việc hình thành và phát triển công nghệ thông tin của nước ta. Từ sự phát triển đó, sự xuất hiện của những phần mềm được kế thừa nhiều ưu điểm từ các nước tiên tiến như giải pháp ERP cho khách sạn và resort Eurotel chắc chắn sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển của nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau tại Việt Nam trong tương lai.